cô chú coi Achin nè, Achin nằm là dạo này Achin nằm là Achin nhỉnh dòi vậy đó. Trời ơi kỳ, có mặt đầm mà sao mặt đầm mà nhỉnh dòi vậy vậy hả? Mặt đầm đừng có nhỉnh dò con hả? Ê, trời ơi mặc đồ đẹp mà sao kỳ cả cúc kẹo vậy trời. Mặc đồ đẹp mà sao kỳ vậy nè, này đồ chơi của con. Wow. Kỳ cục kẹo vậy. Sao kỳ vậy con? Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Dạ hay có ai mẹ con Nguyên nhà cả nhà. Ba Chin đi thôi tự nhiên buồn lũ tai quá à. Tự nhiên bùng lỗ tai trời. Ba Chin đi làm rồi, bữa nay ba Chin nói là ba Chin đi làm về sớm. Không biết sớm là mấy giờ đó. Ba Chin nói là có 11 12 giờ ba Chin về. Tại bữa nay ba Chin đi làm khai trương á cả nhà. Ê làm khai trương đó không bà cô chú ơi. Ba chưa ba Chin nói đi làm về sớm để chở hai mẹ con đi chúc Tết nè. Chắc A Chin đi nhận bao lì xì nè ông bà cô chú. Nằm vậy đúng không? Nằm vậy mới đúng mà. Nè. Nãy A Chin mới ngủ đó ông bà cô chú. Nguyên lấy bịch tả này để Nguyên dặn lại cho A Chin đừng lật qua lật lại nè. Con nhìn mẹ gì vậy? Chín nằm chín chơi đi. Cái nơi người ta đẹp vậy nè mà nắm gịch hoài. Cái nơi người ta vậy nè mà chín nắm gịch hoài luôn á. Nơi nó chéo hoài vậy nè. Nó nằm dảnh dòi vậy nè. Anh chín nằm dảnh dòi vậy nè ông bà cô chú. Trời ơi thấy tả con ơi xấu quá. Lú thấy thả kìa ông bà cô chú cười ở trên đó. Chồng Nguyên đi làm gì đó cả nhà. Làm như ông đậu xe ngay cái ổ kiến hay sao á. Kiến lược. Kiến lửa. Kiến lửa cắn ổng. Kiến lửa cắn ổng á. Nãy giờ chồng đi. Ông đứng ông cà nhảy dưới. Mới nói ủa ông nội ông làm gì trời. Mấy cái mình nhớ trực lại là ông đậu xe nghe. Nghe ổ kiến. Nó đầu xe nghe ổ kiến á, cho nên kiến nó cắn. Chồng mới đi làm về. Nguyên đi làm gì ổng mua thịt heo quay nè. Ăn dụng lúc nào cũng ngon. Ý 3 giờ đó hả? Á cha cha ngủ rồi nè 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 ăn. Á chê lu kìa ông bà cô chú coi ông bà cô chú ma nè. À. À. Ông bà cô chú là Chin đó.
Ấy không biết sao mấy ngày nay Chinh cứ nhõng nhòi vậy đâu mà cô chú. Ba đi làm gì đó hả? Thôi nằm ngủ đó, mà cô chú. Cái nghe nghe tiếng ba mở cửa kẹt kẹt cái mở mắt ra nhìn. Kỳ vậy ta, làm như muốn ngồi rồi nè. Làm như muốn ngồi rồi đó. Cho nên vậy đó ông bà cô chú. Chinh cũng hơn 5 tháng rồi. Đúng không A Chiên? 5 tháng một ngày rồi đó. 6 tháng là A Chiên được ăn dặm đó. Nguyên rửa cái rau này, Nguyên nấu miếng canh nó Nguyên ăn cả nhà. Chồng Nguyên nó không nói. Ủa, chúc đi làm về sớm đi, chở hai mẹ con đi chúc Tết. Ai về, ông về tới nhà ông nói bữa nay bạn của anh á có khách lại, có cũng có người ta chúc Tết á. Cho nên ngày mai mới đi. Rồi sao Nguyên không nấu cơm. Bây giờ nấu. Bắt hồi cơm lên xong rồi với lại nấu miếng canh. Với lại hộp bào ngư rồi cái nè. Cái này là gì chị Năm cho, chị chồng Nguyên cho đó. Chồng Nguyên có mua loại bào ngư tươi nữa kìa. Mà giờ làm bào ngư tươi như chừng nào mới ăn. Có bông cải thì xào với bông cải á. Chồng nó hơi thổi đi làm nấu canh, nấu cỡ hai chén, hai đứa đủ hai đứa ăn rồi chứ mấy đứa. Nhà có hai chồng thêm đứa con mà Chinh chưa biết ăn nữa. Cải trắng nè, Chinh chưa biết ăn nữa, tuy nhiên phải nấu hai người ăn rồi đó. Rửa cái rau này ăn với lại heo quay nè cả nhà. Chồng Nguyên thích ăn rau sống lắm. Từ hồi không có vợ Việt Nam giờ ổng ăn rau sống rồi. Lợi hại lắm. Biết ăn rau sống. Chứ thường ở bên đây người qua bên đây người ta không có ăn rau sống mà cuộn rau này kia giống như Việt Nam mình đâu cả nhà. Nguyên sẽ sắp cái ra cái cải. Cải trắng này cả nhà, có cải trắng nè. Nấu cỡ hai chén canh là được rồi. Nấu cỡ hai chén, hai chồng nửa chén. Chúng mình đông. Khuyên đợi tí xíu kỳ tử. Cái bào ngư nè cả nhà, Nguyên sẽ gỡ ra. Không có móng tay khó gỡ. Đổ cái nước này ra bỏ nha, Nguyên không có lấy cái nước này. Nè, nó mà nó trắng vậy nè cả nhà. Nước sôi rồi mình để vô. Trời ơi, anh tao nó chơi lưu mua thủng rồi. Coi ta thấy ta quay cái khác liền à. Nãy Chinh ngồi vậy nè, cái thấy Nguyên đưa cái máy quay lên Chinh thẳng người lên liền. Ồ, nó mặc đồ đẹp vậy đó. Mà cho người ta ngủ không à, người ta ngủ ở nhà không à. Vì ba bữa nay ba không chở hai mẹ con mình đi chúc Tết rồi Chinh không có lấy bao lì xì rồi Chinh. Ha, ngày mới hai mẹ con mình đi ha con. Mới ngủ dậy nè, cái gối đè lên cái gối, cái gió có dấu nè. Anh thì dâu xưa to đèn thăng mấy. Cái chén tiền sai mà. Chồng nó nói sao em không nấu canh nhiều xíu. Em nói nấu đủ hai chén thôi. Chồng cũng thích ăn canh lắm cả nhà. Tại đâu có gì đâu nấu. Đâu cái bào ngư này nó đâu có ngọt đâu cả nhà. Tại bồ ngư hộp mà. Để vô miếng nước tương vậy là xong rồi đó. Cái canh của Nguyên vậy là xong rồi đó cả nhà. Lẹ không? Người qua nấu canh vậy đó, lẹ. Nước tương thôi à, không cần gì chứ.
lên vậy là xong rồi. Hôm qua chồng Nguyên có mua mấy cái son phấn sườn này. Mấy cái bánh lucky á cả nhà. Ăn không hết nên giờ Nguyên sẽ hâm lại. Đợi với nồi cơm nắp lại. Tôm xì. Xong rồi đó cả nhà. Giờ Nguyên sẽ múc canh ra. Chồng Nguyên muốn ăn canh nhiều thì Nguyên sẽ múc cho ổng tô bự. Nguyên xin chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm với hai chồng Nguyên. Ở trong cái hộp bào ngư này nó có 6 con cả nhà, mà Nguyên tưởng đâu 5 con. 6 con. Xin chào cả nhà, chúc mừng năm mới. Nguyên nấu xong Nguyên có để vô miếng tiêu. A Chin để cho A Chin nằm chơi. Hai chồng Nguyên ăn. Cái cơ khởi dục đâu rồi. Thấy chồng đi ăn rau hay không? Lặt lâu quá. Kêu chồng Nguyên dục rồi chơi xuống cho Chinh chơi. Ông chuyên gia, ông để nhỏ nằm xuống dưới mà ông để gì cho nhỏ chơi chứ. Đó, ổng đây đó. Ổng cục vàng lại đó. Sang cái lớn nè, sang cái lớn nè. Nó sầu ít cái lớn của hậu là, nó sang cái lớn nè. Không chìm miếng rồi trăng xuôi ha. Lâu quá không ăn gì à. À, sáng tới lên nè. Sao phải cơ bất kỳ là má. Bữa nay A Chin bớt ho à, ngoài cửa trước. Về đây mát. A Chin ngủ hả? Ngủ cũng ngon nữa, không có bị giật mình. Ở dưới quê nóng quá trời nóng rồi, gần gần biển nữa. À, cả nhà biết ai ở xứ biển cả nhà biết ha. Cái nóng nó hực vô, ui là trời ơi. Lột da. Cái thịt heo quay này ngon. Đó. Này mà ông hổ của Nguyên em ăn nào, em muốn ăn ở đây. Ủa, quên ăn cơm nữa trời. Quên là mình có chén cơm. Bữa cơm khai trương của chồng Nguyên. Hết là quý mà mình mỹ hoa mày nó có lao sinh không mà mình xanh cơ rồi nó chì lao hả? Chúng xù lao. Mình nói ủa sao không mua cái rau cái lẩu trộn á. Nhà mình ba người trộn, A Chin đó thì cầm tay.
Mình đâu có xăng mình giặt rồi. Ăn à, gì mà dính dính chịu không nổi. Thì bao pha ra. Dâu ba phần như cơm à. Em hỏi chồng đi. Anh muốn em gói cho anh cái không? Anh nói không. Ăn rau vậy nó không ngán. Không. Nhưng mà cái chân cái ta xong thẻo hay mai sư bàn xong thế gì chân à ờ tăng tức là sư bàn cái gì vậy hả san sư phai hả tức là bằng cái gì vậy 38 đồng là gần 200 hơn 200 tiền Việt, 200 tiền Việt Nam này. Này nửa ký á, chắc nửa ký quá. Chồng nó chắc không đủ. Mình nghĩ là nửa ký. Hai cha con nhìn miệng ăn lẹ lên cho ổng ăn. À kìa. Cô chịu cái tiền đó thì cái cái nó phải chỉ lại chứ. Mình ăn heo quay á, không thích có cái sườn non á, ngon. Hòa chồng lâu rồi không ăn rau nè. Rau sống cuốn nhà ăn đã. Thằng ơi có bầu quá. Anh Kim thèm rau sống dữ lắm luôn. Không dám ăn. Sợ dùng sáng này thì bác sĩ cũng nói á, không nên ăn rau sống á. Nhưng giữ A Chi này hồi nguyên ăn cũng quốc để giữ. Hay giữ A Chi để cho ổng ăn không gì. Cái nhà nhìn cái dĩa này ha, bằng sắt hay bằng inox gì đó mình không biết. Nếu như ai ở Malaysia, nhìn cái là biết ở là Nguyên đang ở Malaysia nè. Bạn đó con vô mà nói như đúng rồi mà chê chứ. À làm ơn á, lên quay video của ngồi ăn á, kiếm cái dĩa đẹp đẹp á, quay để cái dĩa mắc ối cũng quay được. Ui là trời, cho em một lại còn thiếu 3 cây nhang. Chỉ còn thiếu 3 cây nhang cho bạn nó lên bàn thờ luôn. Mình quay về cuộc sống. Tất nhiên mình có sao mình quay vậy, không lẽ mấy cái dĩa ở bên đây ta ăn uống ta xài những cái này. Không lẽ mình làm video cái bỏ mấy dĩa này hết. Ui trời, mà những ai mà ở Malaysia nhìn cái là biết liền. Bình thường. Không biết sao mà bên Nguyên thấy ở bên này ta ưa chuộng mấy cái dĩa này, mấy cái loại dĩa inox, mấy cái loại này lắm cả nhà. Nguyên không biết nha. Ưa chuộng lắm luôn á, chứ không phải là một mình Nguyên xài đâu. Không hiểu sao. Chắc người ta hấp đồ ha. Đó. Thấy cũng có gì là bình thường, có gì đâu khó không. Nguyên hả, mà vô phê phán như đúng rồi.
nhìn không có lịch sự, nhập gia tùy tục, lịch chứ không không sự gì ở đây, mệt lắm. Mình nhập gia tùy tục đi. Còn cảm thấy mà uy xài dĩa này cảm thấy khó chịu quá, đừng có coi. Ui là trời, coi chi mà tự nhiên cái thoát ra những câu nghiệp ngã. Năm mới rồi hoan hỷ đi, vui vẻ đi. Mình đang nguyên đang sống ở đất nước Malaysia chứ không phải ở Việt Nam cả nhà, cho nên mình nhập gia tùy tục. Nguyên thì dễ lắm cả nhà ơi. Nguyên sống sao không được chứ, ở đâu thì nguyên quen đó à, nguyên dễ ăn nữa. Dạ nguyên ha. Ăn hả? Dễ ăn lắm. Nó lạc thì mình ăn lạc. Nó mặn thì mình ăn mặn. Chứ mình không kiểu ôi mặn quá trời mặn luôn, không mình lạc quá trời lạc, không có cái gì. Để ăn. Bởi vì sao mà mình sống bên đây á, mình gia đình chồng mình thương nguyên là vậy. Ai nấu gì ăn đó hả, mình không có chê. Mà được có một cái là nói chung là người ta biết điều với mình thì mình, người ta tốt mình tốt với người ta thôi, không gì mà tự nhiên chứ. Cũng dễ lắm, dễ hợp đó nha. Ai sống sao thì Nguyên sống vậy chứ, gia đình chồng Nguyên á cũng nói chung là khó. Nguyên thì Nguyên dễ chịu lắm. À, tốt nhất là mình sống với bên gia đình chồng mình ít nói gì xíu á, nó sẽ tốt hơn. Nói nhiều quá càng nói càng sai. Nguyên ít nói lắm, sống bên nhiều khi là mấy gì kia bình thường lắm. Với lại Nguyên thì Nguyên đi ở đâu thì Nguyên mấy gì chồng Nguyên á là kiểu như bà khó á nè. Nghiêm lắm á. Có thể nói là trong gia đình chồng Nguyên là đứa dâu đầu tiên sống ở trong nhà mà ít bị nói xấu. Tại vì á Nguyên không có nhiều chuyện. Nguyên không có kiểu như nhiều chuyện bên gia đình chồng Nguyên không thích. Nguyên thấy mấy đứa em chồng Nguyên bà con đó nghịch lắm cả nhà. À, gia đình chồng mình cũng dễ chịu, kiểu như người ta nói rồi thôi chứ người ta không có để bụng. Còn mấy người đó gia đình chồng mấy gì nói xong cái nó dặn rồi cái cũng ít nói chuyện. Nguyên thì mấy gì chồng nói Nguyên thì mới nói ừ dạ con cảm ơn, kiểu như người ta nghe cái từ cảm ơn á, ừ tại sao tao la nó mà nó cảm ơn tao, cái kiểu như người ta cũng thấy ừ nhỏ này được này kia. Nguyên nghĩ nha. Tại vì Nguyên có từng nghe chồng Nguyên nói với Nguyên là vì chồng Nguyên nói Nguyên vậy đó, kiểu như khen đó, là cái Nguyên nói ồ thì ra là vậy. Nhiều khi vì chồng Nguyên la Nguyên này ờ con không làm vậy không đúng nghe này cái nọ, cái Nguyên nói dạ cảm ơn. Từ cảm ơn nó có nghĩa là dạ Nguyên cảm ơn là Nguyên sai mà chỉ Nguyên vậy đó, Nguyên cảm ơn vậy đó. Khi gì chồng gia đình chồng Nguyên thấy vậy ồ nhỏ này vậy đó. Cái kiểu như thương mình đó cả nhà. Nguyên dễ ăn lắm, nấu sao mới ăn vậy nè, ngon thì ăn nhiều dở ăn ít. Bởi vì mấy bà gì chồng đó, bà cả nhà biết không, người ta công kỹ, người ta vô bếp, người ta nấu, mình chơi dở á, cái người ta buồn lắm cả nhà. Rồi mình đánh tâm lý á, Nguyên vậy á. Cho nên mấy gì á, mỗi lần Nguyên về, mấy gì thích nấu đồ ăn, Nguyên ăn. Đồ Nguyên dễ ăn cả nhà. Nấu lạc lạc thì ok đó. Nấu món quà nha, nấu Nguyên ăn được. Nãy giờ Nguyên ăn rồi mới cái mỡ cho chồng, cho Nguyên ăn, chồng không ăn mỡ.
chín cho chồng đi ăn. Anh chín ăn áo không mà có chú. Ăn nghe rồi không gì à. À thôi video của Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên ạ. Mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành. Bye bye. Bye bye mà cô chú. Cười.